Vâng, xin được trân trọng chào mừng quý bác anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Phạm Huấn. Tiếp tục chương trình chia sẻ về xây dựng ngày hôm nay thì Phạm Huấn sẽ trân trọng giới thiệu đến các bạn những cái dòng sản phẩm của bên mình đây. Thì hai cái dòng sản phẩm được ưa chuộng và bán rất là chạy trên thị trường. Đấy, đầu tiên là cái viên đúc bằng bê tông. Viên đúc bê tông này thì bên mình cũng rất là nhiều mẫu mã và chủng loại khác nhau. Viên đúc bê tông này thì bên mình cũng tương đối là nhiều mẫu mã và những cái chủng loại khác nhau. Ví dụ như cái viên này là viên 20-25 hay nó còn gọi là V2, ký hiệu là V2. Và nó là cái kích cỡ của nó là 20-25, chiều này lên đây là 20 và đây lên đây là 25. Cái viên này thì chuyên dùng cho sắt sàn lớp dưới, tức là sắt một lớp đấy. Còn nếu mà chúng ta dùng thêm lớp 2 nữa, tức là sắt 2 lớp, thì chúng ta sẽ dùng thêm con này. Đó là con ST70 này. Đó, đây là con ST70 đây. Thì hiện tại mình đang có hai cái mẫu khuôn ở đây, thì tí nữa mình sẽ giới thiệu luôn đến các bạn cái mẫu khuôn đó. Các bạn có nhu cầu thì có thể liên hệ với mình qua số điện thoại Zalo đây 0936 863 268 để được tư vấn dịch vụ đấy, mua bán sản phẩm thì các bạn có thể liên hệ, cũng như các bạn nào muốn làm nhà phân phối thì có thể liên hệ với mình đó. Và ngoài ra thì bên mình còn một cái con đa năng này, đó là con ST50, 40, 35 và 45. Con này nó đa chức năng luôn, chúng ta có thể sử dụng để kê cho các góc các cạnh với các cái kích cỡ từ 35 đến 50. Đó. Và con này là con ST2530 hay còn gọi là con V3. Con này thì cũng được sử dụng tương đối là đại trà, dành cho sắt mái một lớp. Đấy, nhưng mà sắt mái một lớp chúng ta có thể sử dụng hai con. Con 20 25 và 25 30 này cũng được, tùy chúng ta. Đấy. Và ngoài ra thì bên mình còn phân phối cái dòng khuân này. Đấy, khuân của mình thì được đúc bằng nhựa tinh ABS, một cái loại nhựa chuẩn để các bạn sử dụng. Rất là bền đẹp và chắc chắn. Chúng ta sử dụng đấy, chúng ta cứ gõ vào và thoải mái, không có vấn đề gì cả. Chắc chắc luôn. Đó. Thì cái khuân của mình đây là cái này là nó đúc cho cái con ST70, dùng cho sắt lớp trên. Đấy đây, khuân đây và nó ra sản phẩm đây. Các bạn quan sát thấy không ạ? Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy, sản phẩm da đẹp mịn. Đấy, các bạn thấy không? Đấy, sản phẩm da cực kỳ là đẹp và mịn màng luôn. Đấy, sản phẩm đẹp mịn màng và rất là chắc chắn, chúng ta kê nó rất là vững chãi. Ngoài ra thì bên mình còn một cái dòng nữa. Đấy, cái dòng này cũng được sử dụng phổ thông, đó là cái con nhỏ này. Đây, con nhỏ này. Đấy, các bạn quan sát không? Đấy, con nhỏ này là cái con ST20 và 25 thì sử dụng cho sắt lớp 1. Còn con ST70 này sử dụng cho lớp 2. Chúng ta kết hợp hai lớp này với nhau để sử dụng có sắt mái hai lớp. Thường thì mình giới thiệu cho anh em thợ cũng như là dân dụng thì đa số là sử dụng hai cái khuôn đúc này và hai cái con kê này là đã ok ra được sản phẩm rồi. Nó rất là nhanh chóng và tiện dụng luôn. Đấy, các bạn có nhu cầu về dòng sản phẩm nào thì có thể liên hệ tới Phạm Huấn, số điện thoại là 0936 863 268 để được tư vấn miễn phí cũng như là để được biết được những cái dòng sản phẩm của bên mình. Đấy, xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Đây là số điện thoại của mình. Các bạn có nhu cầu thì có thể liên hệ với mình qua số điện thoại này. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở video sau.